Võ Lâm Channel xin kính chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một buổi tối ấm áp an lành, lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Vâng, nếu nhắc đến những loại vũ khí thần sầu trong võ lâm, chắc hẳn người ta sẽ nghĩ đến ngay Huyền Thiết Trọng Kiếm của Độc Cô Cẩu Bại. Dù nặng đến mức có thể nói là nhất trong thiên hạ, nhưng dương quá lại có thể cầm được chỉ bằng một tay, làm khuynh đảo giang hồ. Và tiếp đó là ỷ Thiên Kiếm vô cùng sắc bén của Duyệt Tuyệt Sư Thái, trưởng môn phái Nga Mi, một thời tung hoành chốn võ lâm. Còn nếu nhắc đến cây kiếm có giá trị liền thành, gây chấn động võ lâm truyền kỳ, thì có lẽ không ai không biết đến Cập Phong Trần Vũ Kiếm, phái Võ Đàng. Chém sắt như chém bùn, chém người như chém chuối. Cây kiếm Hoàng Kim xuất hiện lần đầu tại server Tuyết Sơn. Đây là phần thưởng mà bang trưởng Giang đạt được giải nhất cuộc thi thiên hạ đệ nhất bang. Cây kiếm này vẫn là kỷ trần bảo các, có 102, mơ ước của hầu hết cao thủ võ đăng. Dù giá trị liên thành của nó lên đến gần cả 100 triệu đồng, phải là những cao thủ đầu không bưng mủ và quan hệ thân thiết với ông chủ tiền trang mới có thể sở hữu được nó. Và để quay lại với series ôn lại kỷ niệm võ lâm truyền kỳ, hôm nay Võ Lâm Channel mời các bạn cùng chiêm ngưỡng lại bộ sưu tập các loại kiếm từ cấp 1 đến cấp 10 trong võ lâm, để mong rằng thời gian sẽ không làm phai mờ đi ký ức. Dù ngày xưa chúng ta là một cao thủ thật sự hay cũng chỉ là một kiếm khách củi bắp trong chốn võ lâm, nhưng kỷ niệm thì vẫn mãi là những kỷ niệm đẹp. Vâng, mình đã đi mua ở thợ rèn được những loại kiếm từ cấp 1 đến cấp 5, và cũng đã chạy lên đào Hoa Nguyên để sắm cho mình một cây Huyền Thiết Kiếm cấp 10. Còn những cây còn lại, chúng ta sẽ đi dạo xốp và rình trộm ngó trộm nha anh em. Vâng, đầu tiên là Thuyết Trùy Thủ cấp 1, một loại kiếm nhỏ bằng sắt, khả năng sát thương rất kém. Vâng, đây là cây kiếm nhìn có vẻ là thô kệch nhất và cùi bắp nhất trong tất cả các loại kiếm. Và cây kiếm cấp 2 là Cang Kiếm, loại kiếm được tinh luyện từ thép. Có lẽ đây là loại kiếm được tinh luyện từ những loại thép vụn của lão giả thợ rèn. Sang cây kiếm cấp 3 nhìn có vẻ sắc nhọn hơn, mỏng hơn, đây là Thanh Phong Kiếm. Cây kiếm cấp 4 có tên là Long Tuyển Kiếm, loại danh kiếm thời đường. Truyền thuyết kể lại kiếm này có lòng khí rất mạnh. Sang cây kiếm cấp 5 là Trảm Mã Kiếm, cũng là một cây kiếm cổ thời đường, thân dài và sắc nhọn, chém ngựa cũng đơn giản như chặt tay. Nhìn cây kiếm cấp 5 này thì có vẻ là rất sắc nhọn. Sang những cây kiếm cấp 6 thì anh em mình cùng đi dạo xốp và chiêm ngưỡng thôi anh em ạ. Cây kiếm cấp 6 là Ô Kim Kiếm, chế tạo từ loại ô kim quý hiếm, có thể chém đồng chặt sắt. Vâng, cây kiếm này thì sát thương vật lý ngoại công 30 điểm, có giá trị là 50 vạn, nhưng mình sẽ không mua nha anh em, bởi vì server này tiền vạn khá là đắt đỏ. Chúng ta cùng đi dạo xuống dưới đây, mình cũng đã đi dạo sẵn rồi để cùng soi với anh em luôn. Chúng ta cùng tìm kiếm cái cây kiếm cấp 7 anh em. Mình nhớ là như là Sỉ Kiếp thì phải. Vâng, sang đến cây kiếm cấp 7, đó là Sỉ Kiếp, loại kiếm có hình răng cưa, thân dài và rất khó huy động. Vâng, cái quả kiếm này ngày xưa mình nhìn vào mình không biết nó là quả kiếm luôn anh em ạ, không biết nó là loại vũ khí gì. Khi nhìn thấy cái dòng nó ghi bên dưới thì mới biết đó là quả kiếm. Cây kiếm này là sát thương vật lý nội công 72 điểm, sát thương vật lý ngoại công 11 điểm. Một cây kiếm cấp 7, nhìn rất là xù xì và thô kệch, và nhìn nó chả đẹp tí nào cả anh em ạ. Vâng, đây là cây kiếm cấp 8,
một cây kiếm có thân kiếm siêu dài, mộc nhân yếu không thể sử dụng. Cây kiếm này sát thương vật lý ngoại công 37 điểm, kháng độc 15 và sinh lực 49. Và chúng ta tìm cây kiếm cấp 9. Vâng, đây là cây kiếm cấp 9. Thì cái cây cấp 9 và cây cấp 5 nhìn có vẻ hơi giống nhau, nhưng cấp 9 có ngắn hơn một đoạn và nó có mấy cái điểm nhìn nó nổi bật hơn. Cây kiếm này có tên là Thiên Nhẫn Kiếm. Đây cũng là một loại danh kiếm cổ, đứng xa trăm dặm có thể nghe được tiếng thanh gươm kêu. Vãi nồi, đứng xa cả trăm dặm mà vẫn còn nghe được tiếng thanh gươm kêu anh em ạ. Cây này sát thương vật lý ngoại công 31 điểm. Ông này bán giá 1.000 vạn lượng, sinh lực 112. Vâng, quay lại với cây kiếm cấp 10. Một cây kiếm rất là nổi tiếng trong võ lâm, đó là Huyền Thiết Trọng Kiếm. Thì trong này người ta chỉ ghi là Huyền Thiết Kiếm thôi. Hình như anh này có một cái. Để mình soi cái thằng này cho nó đẹp hơn. Vâng, đây anh em, đây là Huyền Thiết Kiếm. Một loại kiếm được chế tạo từ loại huyền thuyết vạn năm, nhọn và dài, thích hợp chiến đấu. Anh này có một quả kiếm là độc sát, băng sát ngoại công 30 điểm, kháng hỏa 10. Vâng, vậy là anh em mình cùng được nhìn lại 10 loại kiếm từ cấp 1 đến cấp 10. Tất cả những loại kiếm trong võ lâm truyền kỳ. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip. Thì ở những cái loại vũ khí sau, mình sẽ cho năm độc chạy từ các cái động nhỏ để kiếm những cái loại vũ khí từ cấp 1 đến cấp 10. Những vũ khí cấp nhỏ mà nó có những cái dòng OPT nhìn nó sẽ đẹp hơn cho anh em xem. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã xem clip. Cô Phèo xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh em một buổi tối thư giãn và thoải mái.